có hại. Ok. Xin chào các bạn. Hoàng vừa mới tiếp một anh khách là anh Hữu, anh đã ủng hộ Hoàng cây đàn Roland LX705 sau khoảng độ 3 tiếng. Sau khoảng 3 tiếng tư vấn và anh cũng lựa chọn rất là kỹ. Hoàng cũng đồng hành với anh luôn. Các cây xung quanh đây, rồi anh thử từng chút một. Rồi cuối cùng á thì anh đưa ra cái lựa chọn cuối cùng của anh là cái cây LX705 này. Cây này sản xuất năm 2020, thành ra rất là mới. Rồi, trước khi đi giao Hoàng cũng đàn thử và bài cho các bạn nghe nha. Bây giờ mời các bạn theo Hoàng đi giao cây đàn ở bên Tân Bình nha. Mỗi một vị khách là một câu chuyện các bạn ạ. Anh khách này là một người làm về kỹ thuật, không có hề liên quan tới cái môn nghệ thuật nào cả. Nhưng mà tình cờ thấy một cái cháu nhỏ đàn hay quá, nên là anh cũng muốn thử sức. Anh kể là cái thời điểm dịch Covid á, anh bắt đầu mua cây đàn đầu tiên và ở nhà search YouTube và tự học cho các bạn. Không có học thầy nào cả. Sau đó thì anh cũng truyền cảm hứng cho con của mình, nhưng mà con của anh thì vẫn chưa có chị học đàn. Mua cây đàn này là chủ yếu cho anh tập chứ không phải cho con đâu nha. Và cái đam mê của anh cũng lan tỏa đến những cái người xung quanh, những cái người bạn bè của anh. Hôm nay thì anh đàn khá hơn rồi, nên là chị vợ mới dắt anh đi nâng cấp cây đàn tốt hơn. Thấy vợ anh cưng anh chưa? Và đây, đã đến nhà anh rồi nè. Thở bác. Để cái đèn này vô đó. Cái màu đen này, cái đèn này. Để cái này đẹp hơn. Cái đèn bóng nó tài cái đứa nhỏ nó bóng. Làm cái gì? Cắm điện ở trên đó hả? Ok. Trời ơi, thật rồi. Thật thật cái vị trí nó chung ha. Ok. Ok. Chứ là cầm thầy đi rồi, giải thích sao? Không sao hết nè, ở nhà mình làm được yên không? Cái mặt bạc cái vị trí á. Đúng không em ha? Đẹp. Cái này xinh đúng không? À vô đúng, sát luôn được hả? Sát luôn. Sát luôn, không lộn nhau sát. Ok. Cứ sát đi rồi cái này mình chế biến sao mình làm cái đẹp vậy. Dạ rồi. Tốt luôn. Đẹp quá. Rất là hợp lý. Vị trí này rất hợp lý. Hợp lý. Dạ rồi. Khi mình mở nắp là tự động nó. Dạ tự động. Ốp thì mở ốp. Dạ tự động nó ốp. Đó. Đóng nắp lại là tự ốp à? Đóng nắp lại tự ốp. Anh đàn đi anh. Em là em thích anh đàn cơ. Em thì em đàn suốt rồi. Quan trọng là người khách ta đàn đúng không? Dạ. Khi ta sắm được mai đúng không? Dạ đúng. Thank you.
thấy không anh? Không, nó vô cái hoàn cảnh, nó vô cái môi trường này là em thấy là nó ăn rồi đã. Nó ăn đủ thứ, ăn về thiết kế này, âm thanh này nó ăn quá. Dạ, ngon quá. Vâng, đẹp luôn ha. Tiếng hay. Cái touch của nó anh bắt đầu anh cảm nhận được chưa, cái touch. Nha, yeah, đó. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh đã ủng hộ đàn của em. Nào giờ em rất là ngại phỏng vấn một cái ai đó, bởi không biết sao đó, cái tính nó kỳ lắm, em nhát lắm, em nói hùng hăng vậy chứ mà tới cái lúc phỏng vấn là em cũng không biết nói gì hết. Thì thôi, hôm nay có duyên bán cho anh chị cái cây đàn này, đó là duyên thứ nhất. Còn duyên thứ hai em nghĩ em sẽ trở thành một cái người, anh chị sẽ trở thành anh chị của em luôn á, bởi vì quý lắm. Anh có cái lời góp ý gì cho em? Anh thì cũng rất cảm ơn em. Thứ nhất là cảm ơn qua cái lời giới thiệu cũng như là cái hướng dẫn cái người mua hàng đó. Thì em hướng dẫn rất là tận tình, em hướng dẫn cho cách ta nên dùng thế nào cho nó hợp lý. Điều đó là điều anh thấy rất là khen em. Và anh cũng mong muốn là em luôn luôn có những cái hướng dẫn người ta để cho người ta nắm được. Có khi người ta muốn mua người ta không biết mua sao. Đó, nhưng em thì là chuyên mà em hướng dẫn người ta để sao có cái hợp lý. Khi ta chọn cái nào không có năng tăng, ta chọn cái nào thích là dân dân. Anh ra cửa hàng anh thấy cái nào cũng thích, thì đặt cách làm của em rất là đẹp, sản phẩm em rất là đạt. Cho nên thì anh lăn tăng, nó đẹp rồi, nó cái gì nó cũng hay. Anh có đi nhiều chỗ mà, nhưng mà cứ để mà anh rờ tất cả các kỹ thuật nó đều đạt tới những thang điểm mà anh muốn. Nhưng mà rồi cuộc muốn lại quá nhiều đi. Thì em lại nắm được cái điểm mà anh đang yêu cầu anh là cái gì đó. Nếu thích dạng đa dạng thì anh lại được giới thiệu của em là như thế nào. Để anh có thể quyết định chọn cái đàn. Nó cũng bó rối em lúc ra, bó rối. Nhiều đàn đẹp quá, hay quá. Đàn nó không có nhiều đó. Nhưng mình sẽ chốt một cái cho nhanh. Còn nó có nhiều các không biết mua cái nào. Nó khổ vậy đó. Thật sự là em cảm ơn anh, nhưng mà anh cũng nói chúng một cái điểm mà em cũng rất là cảm thấy chưa có được. Nhân cái clip này em sẽ thổ lộ luôn, tức là thật sự là các anh chị đến mua đàn của em á, nhưng mà không phải ai cũng chịu để em nói giống anh. Lúc mà em nói cứ hay nhảy vô nói xong rồi cứ bị giống như sợ em tư vấn rồi em bán cái em thích thôi rồi xuống người ta mua cái này, không có đâu. Em nói thiệt luôn á, là thì đàn đó rồi người bán đầy rồi đó, em chỉ cho mọi người mua cũng được luôn. Em cũng nói thẳng với anh đó, anh có thể sờ trên mạng cái cây này, người ta có thể người ta bán đầy anh em luôn chừng chừng á. Thành ra là anh chỉ cứ ưng ở đâu mua cái đó đi, nếu mà quý em thì mua ủng hộ em, bởi vì nói thiệt em cũng phải bán nhìn hơn thị trường một chút xíu, để chi để nó có cái đồng dư ra để còn nuôi nhân viên nữa, chứ không phải một mình em để mà nó vận hành được đâu. Nó rất là nhiều chi tiết, nhưng mà cái mà được đó là sự yên tâm. Rồi sau này các anh chị muốn tìm em ở đâu, em có nơi có chốn cụ thể, còn anh chị mua có trôi nổi có rẻ đi, tới cái lúc mà cần bảo hành kiếm ra đâu ra đó thì bù qua sẽ lại. Nhưng mà em rất là cảm ơn anh đã chọn mua bên em. Và một lần nữa anh cảm ơn em nha. Tại vì em hướng dẫn rất là tận tình, anh rất là cần sự hướng dẫn đó. Anh chơi đàn mà phải cần cái người hướng dẫn rất là cụ thể với em hướng dẫn rất là tận tình để anh biết được là mình nên được cái nào. Đó thì thật sự anh đang nói là em cái khéo của em mà em rất là có duyên. Em không có làm cho như anh đi tới cửa hàng em thiếu là không có làm cho anh thấy ngại. Khi anh muốn lựa cái sản phẩm em để cho anh rất là thoải mái. Lựa chọn thoải mái, yêu thích thoải mái, là thì em mới biết là thế nào để mà chọn sản phẩm cho anh. Có biết ý làm sao? Điều đó là điều anh rất là cảm ơn em. Thấy thoải mái không? Thoải mái. Bây sao vậy? Em đã đưa cho anh có thoải mái rồi. Đó là cảm tình đầu tiên, chưa nói gì cả, đúng không? Hôm nay anh nói thật. Khi em đưa cho anh một cái cảm tình đầu tiên là gì? Anh cứ xem, nhưng mà anh thấy được đó là một cái lời cảm tình mà anh thấy rất là quý. Em mới làm cho anh là một người khách mà anh tới anh cảm thấy có cái sự gần gũi, rất dễ chịu. Bởi vì anh không có ngại, anh tới anh xem mà có thể anh không mua mà. Anh đang so giá mà. Anh xem sản phẩm mà anh cho một đó là anh đi coi anh cũng thấy ngại. Nhưng buộc anh phải đi coi, bởi vì anh cần mua sản phẩm anh phải kỹ chứ, anh phải xem họ mấy triệu mình cũng phải xem. Nhưng mà em đã cho anh cái gì là cái gì, cái thoải mái rồi. Cho nên anh xin phép mà không biết em làm trễ hay không, anh cũng ngại mà. Muốn bán thì hỏi tới giờ anh nghỉ chưa, anh có nói. Cái em trai nói rằng không sao, thì anh bắt đầu anh mới có thời gian dài cùng nhau rồi mân mê cái đàn nghe. Em nghĩ đi mua cái đàn mà mới vào tưng làm sao mua được, phải nghe thì nghe kia cái coi làm sao. Nhưng mà em thì giới thiệu, hướng dẫn cụ thể cận tình, chơi những bản nhạc,
để cho mình thấy cái bản nhạc nó phù hợp, anh khai thác nó. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn anh. Để cho Hoàng nói với nha. Bởi vì đã chọn tin Hoàng thì đừng có tin 99%, tin 100% mới được. Thiệt á, bởi vì Hoàng là cái người định hướng chứ không phải. Nếu mà khai thác Hoàng ở cái chỗ có 99% hay là 90% là không có đủ đâu. Hãy để cho người ta định hướng cho mình, bởi vì cái đó mình không có giỏi nên để cho người giỏi làm cái chuyện đó. Giống như Hoàng không biết xây nhà, Hoàng để cho cái người xây nhà. Chứ Hoàng mà vô mình chỉ người ta là mà tầm bậy tầm bạ không được đó. Ha, đã tin là tin 100%. Cảm ơn các bạn nhé.